Xin chào các bạn có khỏe không? Và đây là cái video mà Lộc sẽ chia sẻ với các bạn về ngay. Thì chia sẻ này là chia sẻ dành cho tất cả những ai bắt đầu học lại tiếng Anh, và đặc biệt là những người mới gốc tiếng Anh chúng sẽ học lại. Và đây là bài đầu tiên để chúng ta học lại tiếng Anh, và nó là bài cực kỳ quan trọng. Thì trong cái bảng của tiếng Anh của chúng ta đấy, trong cái việc học tiếng Anh thì thực ra thì nó sẽ đầy đủ một cái bảng này, các bạn có thể nhìn thấy ở trên Google Search, nếu mà Search nó sẽ ra ngay. Đây là một cái bảng gọi là bảng phát âm đấy. Tổng hợp ở đây nó sẽ là, nó sẽ có 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi và còn lại là 24 phụ âm. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn đầy đủ cái bảng này, mình sẽ tách ra làm 3 phần và chia làm 3 bài. Mình sẽ tổng hợp lại vào một cái video khác sau, nhưng mà trong cái video này trước mắt thì là mình sẽ làm đầy đủ thì mình sẽ làm ba cái video khác nhau và mình sẽ tổng hợp nó vào một cái video dài. Sau thì bài này để cho các bạn có thể chia từng phần để mà học đấy. Còn các bạn nào cảm thấy mà có thể chịu đựng được áp lực của tiếng Anh thì các bạn có thể học một lúc cả ba luôn, cả ba bài, tức là 12 phụ âm đơn, 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi và 24 phụ âm luôn. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ làm 12 nguyên âm đơn. 12 nguyên âm đơn thì nó sẽ có âm y ngắn, y dài, o ngắn, o dài, ơ ngắn, ơ dài, u ngắn, u dài, âm a và âm a dài, âm e và âm e bẹt. Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau, chúng sẽ cùng nhau bắt đầu như sau nhé. Bắt đầu với nguyên âm đơn đầu tiên, nguyên âm đầu tiên là âm y dài và âm y ngắn. Thì chúng ta có cái nguyên tắc chung trước khi chúng ta học nhé. Chúng ta có một nguyên tắc chung, đó là âm dài này là cái âm nó có dấu hai chấm đằng sau sẽ âm dài nhé. Như chữ y ấy, ta nhìn thấy có dấu hai chấm đằng sau sẽ là y dài, và chữ y ngắn thì nó sẽ không có dấu hai chấm đằng sau, nó chỉ có chữ y không thôi. Rồi nhớ là cái âm dài, cái đặc điểm của nó đấy là cái âm dài này khi chúng ta đọc ấy, thì chúng ta sẽ ngân dài ra nhé. Chúng ta sẽ ngân dài ra một chút, ngân dài nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Đó là cái người nước ngoài ấy, người ta đọc cái âm của người ta là sẽ âm phát ra từ cổ họng, âm nguyên âm nó sẽ phát ra từ cổ họng. Thì cho nên là chúng ta học tiếng Anh, chúng ta cũng sẽ phát âm từ cổ họng nhé. Chúng ta phát âm từ cổ họng để cho nó giống cái người nước ngoài, và thậm chí là chúng ta có thể thay đổi tông giọng lên hoặc xuống, hoặc là để cho cái cổ họng này nó hoạt động thật là nhiều để cho nó giống với cái tiếng Anh nhất. Thì chúng ta sẽ đọc này, âm y dài nhé, nó sẽ là y, nó sẽ cười một chút này, cười y y y y. Rồi tiếp theo y ngắn nhé, y ngắn này ta sẽ không cười rộng như là y dài mà ta sẽ là y. Rồi thì cái âm y ngắn này chúng ta có từ shape và âm y dài ta có từ shape. Rồi từ y dài là shape, đó, từ y ngắn là shape. Rồi, một từ là shape, một từ là shape, một từ mạnh hơn, nhanh hơn, một từ thì dài hơn một chút, nhẹ hơn một chút. Đó là shape và shape, shape và shape. Rồi thực ra nó là hai từ đều là từ ship, nhưng mà một từ là shape và từ là shape, một từ là shape, một từ là shape. Ok, khó đúng không? Rồi chúng ta làm quen dần rồi chúng ta sẽ thấy nó dễ thôi, nó không khó lắm đâu. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, từ shape là con cừu nha. Thì chúng ta sẽ nhìn là cái từ y dài thì là nhân từ shape và từ shape, thì mình sẽ sử dụng luôn cái từ điển để tra cho các bạn nhé, thì nó sẽ rõ hơn. Đó. Rồi từ này sheep, mình đang bị tắt loa, mình không biết các bạn có nghe được không, nhưng mình đang bị tắt loa, mình bật loa sợ nó rú. Sheep đấy, sheep, một từ là sheep nha, sheep, một từ đọc như vậy, sheep. Sheep, 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 đó, sheep, sheep, rồi, sheep, 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 đó. Rồi ta sẽ có từ ngắn nhé, từ ngắn này, từ ngắn, sheep, 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 rồi, từ ngắn là sheep, 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 đúng không? Một cái là sheep, một cái là sheep, khác nhau như vậy thôi, nó chỉ khác nhau một chút như vậy thôi. Nha, đó là sẽ có âm ngắn và âm dài.
Nhớ là các bạn nhớ này, nhánh mép ra hai bên là y dài, nhánh mép nhỏ hơn là y ngắn. Y y rồi chúng ta sẽ lướt tiếp. Chúng ta sẽ học thật nhanh cái này. Chúng ta sẽ không học kỹ lưỡng, bởi vì nó sẽ có cái giáo trình để dạy kỹ những cái này và luyện những cái này. Nhưng mà thực ra thì khi mà các bạn đã học những cái giáo trình khác có thể giao tiếp được rồi thì cái tai nghe các bạn nó sẽ dễ dàng bắt chước người nước ngoài ấy, thì nó sẽ tốt hơn là nghiên cứu cái giáo trình mất rất nhiều thời gian. Rồi. Và đây sẽ có âm u ngắn và u dài. U nó u và u shoot. Cái u ngắn u dài nó cũng giống như y ngắn y dài thôi, cũng chỉ là ngân dài ra và nhẹ hơn so với âm dài, và âm ngắn thì là nhanh và mạnh hơn. Đó. Thì cái đặc biệt ở đây nó sẽ là như thế này, đó là cái âm u là một âm tròn môi và khi ta đọc sẽ cảm giác như là môi ta chu lại giống như u nai đó. U u u âm u ngắn. U dài là u u shoot, u ngắn là u, dễ không nhá, bạn có thể luyện nhé. Rồi tiếp theo âm ơ ngắn ơ dài. Ơ ngắn thì chúng ta sẽ biết là số 6 lộn ngược, ở đây là cái chữ e lộn ngược. Còn âm ơ dài nó sẽ là chữ, nó sẽ là một số 3, số 3 và có dấu hai chấm đằng sau nhé, số 3 và dấu hai chấm sau. Thực ra thì viết rất bé này thôi. Chúng ta sẽ phát âm như thế này. Ơ ơ ơ ơ dài này. Ơ ơ thế một từ là, một từ là teacher. Teacher ta sẽ gặp lại âm y dài đây, đó là thi đúng không, thi và teacher, đó là teacher. Teacher âm ơ ngắn, ơ ngắn nó sẽ phát âm rất là mạnh như vậy. Teacher 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 đó. Teacher đó. Âm ơ dài ơ bơ 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 là con chim, teacher là giáo viên, ta có quen rồi. I love teacher, I want to marry with her. Đó. Tiếp theo chúng ta âm o ngắn, âm o dài. O ngắn là o o và âm o dài là o o o. Một từ là on, một từ là o đo nha. On đo, on đo. Dễ không? Khá là dễ đúng không? Âm o thì chúng ta tròn môi, tròn sao giống như chữ o là được. O o o o và o o đấy. On đỏ đỏ on đỏ nhá, rất dễ đúng không. Tiếp theo ta sẽ có âm e ngắn và âm e dài. E ngắn và e dài, à sẽ có âm e ngắn và âm e bẹt rồi. E ngắn và e bẹt thì e thì từ e chúng ta thấy cả cảm giác là be be là e be rồi đúng không. E đó. E bẹt là giường. E bẹt, I want to go to bed, là tôi muốn đi ngủ. Bẹt bẹt bẹt. Còn âm tiếp theo là âm e bẹt. Âm e bẹt là thực ra là một âm a và âm e nối vào nhau, thì người anh người ta đọc thiên về a, người anh mỹ đọc thiên về e. Nếu đọc thiên về a nó sẽ là a, thiên về e nó sẽ là e, nó sẽ là nó sẽ thành là từ khác này, có thể đọc là khẹt hoặc là khẹt khẹt hoặc là khẹt, tùy các bạn đọc thế nào cũng đúng nha. Đọc thiên về a cũng được, đọc thiên về e cũng được đó. Các bạn có nhìn thì nhìn khi hồi mình cat đấy, con từ e thì dễ rồi, e thì chỉ cần há mồm thôi. E bẹ đúng không? Rồi. Từ ae là khó nhất đấy nhá, ae là khó nhất. Thì các bạn có thể dùng từ điển để nhại theo cái âm họ phát ra, hoặc là các bạn cứ nhìn cái mồm mình. Cat cat đấy nhá, cat hoặc là cat. Cat ok, đều đúng hết nhá. Tiếp theo là hai âm đơn cuối cùng nhá. Hai âm đơn cuối cùng. Âm đơn này là âm á và âm a dài. Không phải là á mà như là các bạn xem phim nói tiếng kêu đâu, mà nó là nó từ đây nhá. Nhớ tất cả các âm của tiếng Anh là nó phải từ đây. Là up lên. Up nó khác nhau như vậy. Tiếng Anh là phải từ đây ra thì nó mới là tiếng Anh, bạn nhớ nhé. Rồi chúng sẽ có như thế này. Âm a dài, âm a dài nó không phải là âm á mà nó là âm a rõ ràng và dài ra. A pha. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong 12 nguyên âm đơn rồi, chúng ta đã trải qua hơn 10 phút và thực ra thì nó cũng rất là dễ. Đấy, nhưng mà nói ra đấy thì lướt qua cái này thì sẽ có thể lướt rất nhanh, nhưng mà để học kỹ
thì cũng sẽ phải học rất là kỹ. Thì học với một cái tần suất như thế này, một cái thời gian như thế này, nó là đủ để cho các bạn nào khởi động và học lại tiếng Anh. Đấy, còn để như chuyên sâu cái này thì chúng ta sẽ không cần thiết, mình nghĩ là không cần thiết, bởi vì đằng nào chúng ta sẽ vào những cái giáo trình khác thì nó sẽ có những cái bài để chúng ta luyện nghe, luyện nói, luyện đọc rồi, thì thực ra nó sẽ học lại cái này rất là nhiều. Đấy, quan trọng là cái người hướng dẫn và người dạy các bạn ấy, giúp đỡ các bạn học tiếng Anh ấy, họ giúp đỡ các bạn phát âm đến đâu nhé, trong cái giáo trình, trong cái môn học các bạn. Rồi thì cái phần cuối cùng là sẽ ôn tập lại 12 nguyên âm đơn nhé, một chút. Đó là âm e ship e ship khác nhau không? On o door a teacher a bird u good u shoot up up a far e bed a cat. Thực ra đấy thì ở đây nó rất là dễ thôi, chỉ cần ta đưa âm vào trong cổ họng và đọc thì nó sẽ rất là dễ, nó không không khó đâu. Bởi vì các bạn thấy khó đấy là bởi vì sao? Bởi vì các bạn không có đưa cái âm vào trong cổ họng, mà các bạn đọc là e ship thì nó sẽ là tiếng Việt nhá, e ship đó, nó mới ra được e ship. Rồi thì video này sẽ dừng ở đây. Thì bài số 2 và các bài tiếp theo sẽ là những video khác. Nếu các bạn cảm thấy các bạn còn đủ tỉnh táo và không cảm thấy áp lực mấy thì các bạn có thể xem tiếp video tiếp theo nha. Rồi, mình sẽ tắt video đây, cảm ơn. Rồi, mình sẽ dừng lại tạm thời ở đây đã nha. Goodbye các bạn. Hãy mở video tiếp theo để các bạn cảm giác mình có thể. Hello, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha.